Cửa hàng Tuấn Hải xin gửi lời chào toàn thể mọi người nhé. Ngày nay thì bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Em ký hiệu mã cưa ngày hôm nay là mã O, từ O1 cho đến O7. Những dòng máy cưa tay dài, tay cụt ở tay dài này, dòng máy lòng đứng, lòng nằm đầy đủ hết các bác nhé. Dòng gia đình và dòng cắt tầm trung và cắt khai thác. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác xem video vui lòng ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Thì bên em sẽ là bao phí vận chuyển, bảo hành các bác 6 tháng và tặng các bác đầy đủ đồ như tip mở buji, rũ cưa đồ vặn và bao phí vận chuyển. Thì cách bảo hành của bên em là khi chẳng hạn như máy móc nó bị trục trặc nào đó hoặc nó bị thiếu đồ gì đấy mà các bác sử dụng lâu dài nó bị hỏng, thì bên em sẽ gửi đồ xuống hoặc là sẽ gửi địa chỉ của em qua đường bưu điện, thì các bác sẽ gửi cái máy về đường bưu điện em sẽ bảo hành. Đó là cách bảo hành của bên cửa hàng em. Đấy, báo trước là cho các bác là cách bảo hành ra sao, bởi vì nhiều bác bảo là tôi ở tận miền Nam mà muốn bảo hành anh ở tận Lào Cai, miền Bắc ở đâu như nào, thì sẽ là gửi đường bưu điện về bên cửa hàng em thì bên em sẽ sửa và gửi lại cho các bác nhé. Ok, thì đến với cây máy đầu tiên là cái máy O1 này. Cây này là cái dòng của Hitachi CS35. Đó. Cái này công suất là 33,4cc và cân nặng của máy này thì là 4,5kg. Một cái hệ máy cưa tay dài để các bác cắt gia đình các bác nhé. Thì máy này em đã trang bị lên một sợi xích mới hoàn toàn. Đó, làm Kiorit. Đấy. Máy này thì nhỏ gọn để các bác nào đi tỉa vườn này, dọn vườn này thì rất là thoải mái luôn. Bởi vì là nó đánh thành thị phần là máy nhỏ gọn và tiết kiệm xăng. Đó. Trên này các bác sử dụng là bơm xăng phụ trên này. Kéo gió này, các bác này mở gió ra này, đóng gió vào này. Đấy. Công tắc bật này. Buji ở dưới. O1 để giá là 1.800.000 và bây giờ em sẽ làm nổ máy nhá. Chỉnh ăn nhớt thêm nhiều hơn một chút. O1 để giá là 1.800.000. Đó. Tiếp theo một cây máy O2, cây này là dòng của Makita. Cái dòng này có cò van xả áp đây các bác nhá. Đấy, dòng máy có cò van, khi bác thử máy thì các bác bấm cò van này vào này giật rất là nhẹ máy luôn. Ở cây này với công suất là 36cc và lòng bít tông là 40 ly. Thì cây này trang bị là xích chạy là xích chung 91. Đấy, lam dài 40, mặt lam cắt này là 35. Đó. Màu xanh đen rất là đẹp. Đấy. Cây này thì các bác đi cắt tỉa vườn này, dọn vườn này khá là ổn áp luôn các bác nhá. Đấy. Thì giá chỉ 1.600.000 mà về cân nặng thì tầm 4,5kg. Đấy. Dòng Makita thì là dòng phân khúc tầm trung để các bác chạy đi cắt. Hệ này thì sản xuất tại Đức các bác nhá. Máy cưa này sản xuất tại Đức. Đấy, O2 để giá là 1.600.000 đồng. O2 thì giá 1.600.000 các bác nhé. Tiếp theo một cây máy cưa O3 này. Cây này là dòng của Shinewa. Cây máy Shinewa E300. Cây này công suất là 32cc, nòng 38 ly. Dòng máy cưa cắt gia đình. Nó có điểm hay của cây máy này là chỗ chân đế này, bình xăng này là bằng gang, bằng nhôm các bác nhé, bằng kim loại. Thế là những cái hệ này nó không bị dễ bị thủng đâu, nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác đổ xăng vào đây là đổ xăng pha nhớt nhé. Bên trên có đổ nhớt lam. Còn cây máy này thì các bác chạy cắt gia đình thì rất là mượt luôn. Ở cây này em để giá là 1.900.000. Đó. Đây. Lam dài là 40, mặt lam được cắt là 35. Đó. Shinewa E300. Cây hệ này là máy cưa nòng đứng của dòng Shinewa.
tải khá là cao các nhé. Và bây giờ em sẽ làm nổ luôn máy cưa này. Nó O3 giá là 1.900.000 đồng. Tiếp theo cây máy cưa O4 này, cây này là dòng máy của hệ Hitachi này. Cây này cây công suất là 33cc, nòng 38 ly. Dòng này thì rất phù hợp cho bác nào mà đi cắt dọn tỉa vườn ở nhà. Cây này thì là dòng máy cưa cắt tầm trung các bác nhá. Xích thì em đã lên xích mới hoàn toàn, là xích 91 lên xích mới. Lam còn chữ Hitachi, lam của dòng Hitachi nguyên bản luôn. Đó. Ốc chân ốc lam ở đây này, tăng chỉnh ốc lam có tăng chỉnh ở phần ốp này nhé. Hai chân ốc lam. Máy máy chạy xích 91 thì cái xích này rất là thông dụng và rất là dễ mua này. Đó. Đây, máy thì sử dụng là bơm xăm phụ đây, nghe gió các bác bấm xuống nhá. Đấy gạt gió này. Cái dòng nó gió tự động, khi các bác bấm xuống đây và các bác bóp ga nhá, sẽ lùi nó sẽ về trạng thái ban đầu. Và chỉnh HL là ở đây luôn này. Đó. O4 này giá là 2.200.000 và sẽ làm nổ máy cưa luôn. Đó. Công tắc dưới này các bác bật lên nhá. Đấy. Cao luôn, O4 này giá 2.200.000, còn nhớt này thì em sẽ tăng chỉnh lại. Thì cái phần tăng chỉnh của cái nhớt máy này nhá, thì khi các bác chỉnh cái này về xuống dưới này thì nó sẽ ăn nhiều nhớt hơn. Đó, chỉnh lên ăn ít nhớt, chỉnh xuống ăn nhiều nhớt. Cái này em sẽ chỉnh luôn nhá, để độ nhớt nó vừa phải nhá. Cái này là hơi ít. Em sẽ chỉnh nhớt nó ăn nó cao hơn một chút. Đó, O4 này giá là 2.200.000. Đấy. Tiếp theo, một cây máy cưa O5. Cây này là dòng của Echo 331 EVL. Cây này với công suất là 33,4cc và cân nặng là 4,5kg. Echo này, hai chân ốc lam. Máy này thì điểm hay của hệ này nó là chạy xích 91 các bác nhá. Máy cưa này chạy xích 91 này. Lam dài 40, mặt cắt 35. Đó. Cây này thì độ hơi, độ bền của điện này và hơi rất là cao. Tiếp theo là cái dạo đồ này thì nó không hay hỏng vặt đâu các bác nhá. Nồi đồng cuối đá luôn. Nó rất là bền. Đấy, để nói mà cái bệnh hay hỏng nhất của cái máy này thì chẳng có, mà nó chỉ có gọi là tắc chế. Khi sử dụng, khi các bác đổ những cái dòng máy nhớt mà xăng nó bị bẩn nhá. Nó hút vào cái chế nó bị tắc vào đây thôi. Nó tắc chế thôi, các bác chỉ cần bỏ mở ra này. Thông xịt rửa sạch là nó lại chạy ok. Mà để đến trình độ tắc chế thì các bác chạy vào một vài năm thì mới tắc được chế. Đó. Còn các cái bệnh ngoài lề khác thì này, không có. Đấy. Như nói ví dụ như các bác bảo là quảng cáo là phải nói về độ bền cao thì mới bán được hàng, nhưng không phải đâu nhá. Vì những cây nào em dám khẳng định là chất lượng thì là chất lượng, bởi vì cái hệ này nó độ bền về điện này rất là cao này. Thứ hai là bít tông này. Nó các bác cứ pha xăng nhớt đúng tỷ lệ này thì độ bền cao cực kỳ luôn. Cái hệ máy của Nhật này nó dòng Echo mà sản xuất, nó có được cái độ chính xác chuẩn xác cao cực kỳ. O5 em để giá là 2 triệu. Đó. Chỉnh căng ti thì các bác chỉnh căng ti ở đây cho ăn thêm một chút là ok. Đấy. Tắt đi bật lại này. Đấy.
ô 5 để giá là 2 triệu. Tiếp theo này, một máy cưa ô 6. Cây này là Echo GC36. Đó, dòng máy cưa Echo trắng. Cây này công suất là 36cc, lòng bít tông là 40mm. Thì là lam dài 40, mặt cắt của máy này là 35. Cây này thì nẹp đây là nó bị trước nó bị gãy và em đã nẹp chắc chắn lại rồi các anh nhá. Đã nẹp chắc chắn vào rồi. Đó. Máy này em để giá là 2.300.000 bán xả đi nhá. Máy này thì nó có mỗi cái lỗi là bị gãy tay ở đây, qua quá trình vận chuyển từ Nhật về nó bị cái tay nó bị rụng rời một chút, thì em đã nẹp cẩn thận. Đấy, bên trong là đính sắt, nẹp sắt cẩn thận rồi. Đó. Về máy tải thì cái độ bền cao và tải cắt gỗ tốt các bác nhá. Cắt cây đứng khá là mượt, hai chân ốc lam, lam dài 40, mặt cắt 35. Xích sử dụng xích chung 91 và các cái mắt xích rất là dày nhau này. Và ốc áng ở bên này, ốc áng 7 màu đẹp nhá. Đấy. Máy móc thì bao zin hết các bác luôn, bít tông còn đẹp. Ô 6 2.3 triệu. Cái máy cuối cùng ngày nay là cái dòng máy U7 này. Cây này là dòng cưa Komatsu 3.500 với công suất là 35cc, lòng bít tông là 40mm các bác nhá. Cái máy này có bộ ốp giật trợ lực lớn này. Đấy. Máy này thì có trang bị lên xích mới hoàn toàn, chạy xích 91, lam dài 40, mặt lam cắt 35, hai chân ốc lam. Đó. Cân nặng 5kg các bác nhá. Dòng này thì chạy có bô giảm thanh, thứ tiếp theo nữa là cái bộ ốp giật trợ lực lớn này. Giật trợ lực này. Đấy, chạy chế One Pro bên trong luôn. O7 để giá là 2.800.000. Dòng này thì các bác đổ nhớt nó ít hơn một chút, nó đỡ khói nhau nhá. Cái này em đổ hơi nhiều nhớt. 7 cái máy cưa đây thì các bác có nhu cầu mua thì các bác có liên hệ số điện thoại là 0392 973 923. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.